hành tím Ninh Thuận trúng mùa, được giá, nông dân mừng như bắt được vàng. Những ngày này, trên khắp những ruộng hành tím của nông dân tỉnh Ninh Thuận đều rộn rã tiếng cười vui. Năm nay, hành tím đang trúng mùa, lại được giá, người nông dân Ninh Thuận vui mừng như bắt được vàng. Theo bà con trồng hành tím ở các xã tỉnh Ninh Thuận, nếu xuống giống cây hành tím vào vụ mùa gió bắc hàng năm từ tháng 9 đến 12 âm lịch, phải chăm sóc đến 3 tháng mới thu hoạch. Còn trồng hành tím vụ mùa gió nam từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch, thời gian chăm sóc chỉ 45 ngày là thu hoạch. Niềm vui lớn của nông dân trong vụ nam năm nay là năng suất đạt cao, một số hộ đạt 18 đến 19 tấn một hecta. Trúng mùa và được giá, bà con càng phấn khởi. Một nông dân ở đây cho biết, vụ này thu khoảng 4 tấn trên 2 sào, thương lái đến tận vườn thu mua từ 30 đến 35 nghìn đồng một kg hành tươi, sau khi trừ chi phí, lãi gần 40 triệu đồng. Hy vọng thời gian tới, những nụ cười này lại tiếp tục rạng rỡ trên gương mặt của những người nông dân vì chờ mãi mới được một mùa bội thu. Mời quý bà con tải ngay ứng dụng Hai Nông về điện thoại để cập nhật tin tức mới nhất về nông nghiệp, giá cả phân bón và nông sản mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.